mọi người ơi, ngày hôm nay là mình vui lắm vì sắp được khoe với mọi người một cái tin cực kỳ vui luôn. Đây, mọi người có thấy không ạ? Chiếc đồng hồ mà Mỹ Duyên đang đeo, chiếc đồng hồ thể thao unisex đến từ nhà Julius đã restock sau những ngày hết hàng mà mọi người đang rất là mong chờ ở đây. Ngày hôm nay thì Duyên mang màu trắng nha. Hiện tại thì đang có 5 màu và vô cùng hot hit luôn. Chắc chắn là các bạn sẽ có cái sự lựa chọn tốt nhất cho mình nhé. Trắng thì lại có hai cái họa tiết ở phía trong, một là vàng đồng mà hai nữa là trắng, và ở bên trong họa tiết là xanh blue hơi tím chút xíu. Có thêm một màu đó là màu đen dành cho các bạn nam muốn cái phong cách là khỏe khoắn nè, mạnh mẽ nè. Rồi có thêm hai màu hồng nhá, màu hồng hơi da nhẹ nhẹ, rồi màu hồng cam hơi đậm chút xíu. Nói chung màu hồng là dễ thương, ví dụ như thế này. Nhưng có thể ngày hôm nay là mặc một cái phong cách là nó với một chiếc áo laser giày thể thao như thế này. Các bạn nào mà mình thích những cái phong cách như là mặc quần jean hay là quần short thì cũng rất là phù hợp nhá. Tại sao mà nó lại hết hàng nhanh như vậy các bạn có biết không? Thứ nhất nha, những bậc quý nha, mẫu mã này các bạn không cần phải chê hơn nữa, tại vì đây là một trong số ít những cái mẫu mã đến từ Julius mà kiểu thể thao unisex nam nữ cũng đều là đeo được như thế này hết. Bình thường các bạn chỉ nghĩ là đồng hồ, mà đồng hồ Hàn Quốc á là bánh bèo lắm, là nhẹ nhàng, nhưng mà đây là chứng minh là không hề nhẹ nhàng thế nào nha. Cái phần da nè, cái phần dây nè, bạn có thấy phần dây không? Dây là dây cao su, đeo mềm lắm, mềm tay. Riêng thì Duyên chọn màu trắng, nhưng mà khi vệ sinh thì nó rất là dễ, mình có thể lau, mình có thể rửa luôn không sao hết, tại vì vệ sinh nó tới 3 ATM được. Ở đây thì cái mặt kính bằng kính thoáng nè, đấy. Duyên là Duyên nghịch lắm, cho nên là khi mà va đập nè hay là vui chơi thoải mái mà Duyên không có cần lo là bị những cái tác nhân ảnh hưởng đến cái đồng hồ. Thế nhưng mà ở ngoài thị trường á, Duyên tham khảo kỹ lắm. Khi mà mình muốn mua một chiếc đồng hồ vừa chất lượng á, vừa đẹp như thế này thì giá là bình thường là từ 3-4 triệu lần, nhưng mà mình cũng mới đi làm thôi, làm sao mà mình lại có thể bỏ ra một mức tiền đó như vậy được không? Nhưng chiếc đồng hồ đến từ Julius này chỉ có dưới 1 triệu, dưới 1 triệu nha. Đó, nào là máy giật nè, chất lượng thì khỏi phải bàn cãi nè, thời trang nè, Hàn Quốc nè, mới như đó yếu tố thôi á, cho nên là đã khiến cái đồng hồ này nó hot hết vô cùng. Và lần này nha, nhớ nha, lần này về là chỉ về số lượng cũng có hạn thôi, không có nhiều lắm đâu, cho nên là mọi người hãy đặt hàng nhé. Nếu trễ lần này là không biết bao giờ mới hàng mới về luôn. Khi mà mọi người đặt hàng chiếc đồng hồ này ấy thì sẽ được giao kèm với một chiếc hộp siêu xinh siêu yêu luôn, khác hoàn toàn so với những chiếc hộp trước nha, tại vì đây là đồng hồ unisex thể thao mà, một cái loại đồng hồ mới mà, yên tâm về điều đó nha. Nhưng mà có một cái nữa đó là dù nha, mọi người mua những cái loại đồng hồ nào đến từ nhà Julius á thì cũng được bảo hành hết, bảo hành 12 tháng. Kèm theo đó là những cái dịch vụ tại Julius là vô cùng tốt, mọi người sẵn sàng mà mình cứ nhắn tin qua Facebook nè, YouTube nè, tất cả các kênh thông tin liên quan đến Julius là chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ luôn nhé. Đấy, và hy vọng rằng là mọi người sẽ có một sự lựa chọn ưng ý như Duyên ở đây.